Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị, và để tiếp tục trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp xúc với lại tiến sĩ Tạ Cư Hải để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới chiến tranh mậu dịch. Để mà nói về chiến tranh mậu dịch đó, khi mà nó đang căng thẳng như vậy đó, thì cái tin mới nhất cho biết rằng tràn ngập người để mà đi mua sắm ở Costco, thì cái hiện tượng như vậy nó cho thấy cái điều gì vậy thưa anh? Cái điều đó người ta cho thấy rằng là thế giới họ họ có cái xu hướng là họ đi nới rộng ra, đi tìm một thị trường mới. Thì cái điều đó quý vị thấy công ty Tesla chế tạo xe hơi sau 5 năm chuẩn bị giao tế với Trung Quốc thì bây giờ họ đã đạt được tới cái mức là họ đi qua Trung Quốc được. Nhưng mà vì cái chiến tranh mậu dịch đó đó mà cái tiền vốn để bán chiếc xe đó ra nó cao hơn là thêm 25% nữa. Cái điều đó trở thành cái nỗi lo của ông Elon Musk, Element, và ông phát biểu là cái thị trường bây giờ nó không tốt nữa là bởi vì nó phải có trả cái thuế mậu dịch rất là cao, cho nên thị trường bây giờ chưa phải là lý tưởng. Nhưng mà ông phải tiếp tục làm cái chuyện đó và có vẻ là người ta không có phấn khởi lắm chuyện thực tế. Còn chuyện Costco, Costco là cái nơi mà quý vị ở Mỹ quý vị biết rằng Costco bán hàng rất là rẻ mà rất là hữu dụng mà rất là nhiều Vừa hàng. bán sỉ mà vừa bán lẻ. Đúng rồi. Nhưng mà cái lợi tức của Costco chính yếu là 75% lợi tức của nó là tới từ cái tiền lệ phí của khách hàng đóng góp trở thành Membership, thành viên membership đó. Chính vì vậy mà họ quản trị rất là giỏi, rất là tốt và đó họ tiến mạnh rất là nhiều. Cái điều đó cũng là cái điều, nhưng mà trở nên cái bởi vì cái thuế mậu dịch áp dụng qua nữa thì trong một cái khoảng thời gian nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giá hàng hóa của họ. Và cái điều đó về lâu về dài thì nó sẽ khuây khỏa đi, nó trở lại bình thường. Nhưng mà ở giờ phút này nếu mà áp dụng liền cái thuế mậu dịch đó thì nó có ảnh hưởng tới giá cả. Và cũng xin thưa rằng là vào tháng 9 thì Trung Cộng có cái ý định là sẽ tổ chức một cái buổi họp với lại tất cả những cái giới mà đặc trách về vấn đề mà mậu dịch với Hoa Kỳ. Thì anh suy nghĩ như thế nào về cái sự nhượng bộ này? Tôi nghĩ là cả hai bên đều có ý muốn nhượng bộ. Nhưng mà về chính trị mà nói thì bên nào cũng tuyên bố nói cứng nói này nọ, nhưng mà Nhưng mà kỳ bên này họ họ tìm cách để mà họ họ hóa giải cái thế đúng. kinh tế, tại vì Trung Cộng sự thực lúng lại nhiều hơn Hoa Kỳ vậy. Đúng. Trung Cộng bây giờ đang ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn, rắc rối, âm thầm rắc rối, còn công khai ra thì anh nói ngon, nhưng mà thiệt sự là khó khăn cho Trung Cộng nhiều hơn là cho Mỹ. Và cái quyết định của Trung Cộng như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ vào cái ngày bầu cử năm 2020. Anh nhận định cái điều đó nó như thế nào? Đúng như vậy, là ngay cả ngày hôm qua với ngày hôm nay quý vị thấy chỉ có xu hướng là người ta cảm tưởng, cái người đầu tư ở Mỹ hay là dân chúng Mỹ họ có cảm tưởng rằng là Trung Quốc cũng như Mỹ đều có cái tâm lý là họ muốn giải quyết vấn đề một cách êm thấm, cho nên chỉ có ý nghĩ đó không đó mà đã giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong 2-3 ngày vừa qua. Và tôi cũng muốn lưu ý quý vị là đừng có nhìn cái giá trị của chứng khoán mà đánh giá cái tình trạng kinh tế của nước Mỹ, nó không phải như vậy. Nó không nhất thiết luôn luôn phản ánh tình trạng kinh tế của nước Mỹ, mà kinh tế nước Mỹ nó tùy thuộc vào cái khả năng tiêu thụ của người dân Mỹ. Cái khả năng tiêu thụ đó đóng góp tới 70%. Consumer Price Index, Đúng rồi. chỉ Nó số hàng tiêu thụ vậy. đóng góp vô tới 70% cho cái khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Mỹ. Cái điều đó mới quan trọng. Chừng nào mà dân Mỹ còn đi sắm sửa mạnh bạo thì chừng đó kinh tế Mỹ vẫn phát triển rất là mạnh. Tức là những cái nguyên tắc về vấn đề kinh tế là cái người dân có tiền họ phải sử dụng tiền, họ phải xài cái đồng Đúng. tiền của họ để cho đồng tiền của họ nó chạy theo cái sức mạnh của những nhà sản xuất họ cung cấp, thì họ có cái nhu cầu như vậy thì cái quốc gia đó mạnh. Còn một điều nữa quan trọng là mới đây nhất tôi mới đọc tài liệu sáng nay của Wall Street Journal, họ cho biết rằng là có những cái thống kê cho biết là phụ nữ của Mỹ để đi làm á, nó gia tăng lên so với những năm trước. Mà chừng nào họ nghĩ rằng là chừng nào mà phụ nữ mà đi làm nhiều á, mà single nữa,
thì những người đó họ sắm sửa rất nhiều, họ mua sắm rất nhiều, thì cái điều đó nó đưa kinh tế Mỹ phát triển nhiều hơn nữa. Yeah. Cũng xin thưa rằng là chúng tôi có những cái tài liệu biết rất là rõ về vấn đề mà Consumer Index ở tại Trung Cộng. Người Trung Cộng gần đây đó, thì những năm gần đây đó thì họ đi du lịch rất là nhiều. Họ travel khắp nơi trên thế giới và cái đó là cái có thể đó là cái chính sách của Trung Cộng. Nhưng mà ngược lại thì nhà cửa của họ họ không có mua sắm giống như chúng ta. Họ sản xuất rất là nhiều đồ nhưng mà họ không bao giờ tiêu thụ. Do đó nên nếu mà ở các quốc gia khác không tiêu thụ cái hàng của họ sản xuất, những đồ gia dụng, bất cứ những cái gì mà cần thiết trong nhà đó thì trở thành một cái nó nguy hiểm cho Trung Cộng. Do đó nên cái cách sống, cái lifestyle, cái way of life, cái cách của họ để sống như vậy đó thì cái đất nước của họ nó lệ thuộc vào những cái quốc gia khác để mà xài đồ của họ. Do đó nên khi mà Tổng thống Donald Trump đưa đến cái vấn đề về chiến tranh mậu dịch đó, thì chúng ta thấy một cái lợi rất là tốt cho người Hoa Kỳ. Tại vì người Hoa Kỳ mua sắm đồ trong nhà, chưng dọn, xài rất là nhiều, từ thứ nhỏ cho tới thứ lớn xài rất nhiều. Nhưng mà cũng xin thưa cùng quý vị là chúng tôi có một cái tin vui là bên cạnh những cái món hàng rất là rẻ của China thì cũng có đồ của Đài Loan. Do đó nên chúng tôi mua gần đây là có sự chọn lựa rất là tốt, là mua đồ rất là nhiều của Taiwan. Cái đất nước đó cần được cái sự hỗ trợ của chúng ta bên cạnh mà chúng ta hỗ trợ Hồng Kông đó, thì vấn đề chiến tranh mậu dịch hay là bất cứ cái gì xảy ra đó, thì nó cũng có những cái sự giằng co giữa Trung Cộng, Hồng Kông và Đài Loan và cái thế của người Việt của chúng ta. Do đó nên khi nói về kinh tế tài chánh đó, thì nếu mà kinh tế của Đài Loan mà nó phồn thịnh, kinh tế của Hồng Kông mà nó vững vàng á, thì Trung Cộng cũng khó mà nuốt hai nước đó lắm. Mới tuần trước đây thì có nhiều người nhà kinh tế đã đề cập tới vấn đề là bởi vì Trung Cộng không có thể gửi đồ qua bán tại Mỹ như trước nữa. Chính vì vậy họ nó đang tìm cái thị trường mới để mà giải quyết cái hàng ứ động của họ. Cái đó là cái big trouble. Với lại quý vị cũng biết rằng khi mà chúng ta nói là về rare earth element á, Quý những cái hàng khí hiếm hiếm, những cái đất hiếm. hiếm để mà làm những cái dụng cụ giống như là telephone hay là những bất cứ những cái gì mà những cái device mà chúng ta cầm trong tay hoặc là về vấn đề viễn thông đó, thì hiện nay Trung Cộng không phải là cái đất nước mà có cái chủ quyền để mà độc quyền cái vấn đề đó nữa. Lấy Do lại đó rồi. nên có những quốc gia khác giống như Úc, Nhật Bổn, Mỹ, Mỹ cũng có nhiều lắm. Do đó nên chúng ta nghĩ rằng là ngày xưa cứ họ cứ nghĩ như vậy mà họ sẽ chủ động được trong vấn đề kinh tế, lầm. Đó là cái nhận định của riêng cá nhân chúng tôi Cái đó là mà cái sự thực đã xảy ra hiện tại. Mỹ đã thu hồi lại cái quyền làm chủ của các cái tài liệu là bởi vì tất cả sản phẩm của Mỹ mà về kỹ thuật cao á, mà đem bán bên Trung Cộng á, thì phải ký giấy với Trung Cộng á, là đồng ý chuyển cái quyền copyright, cái quyền Họ họ ăn cắp của mình nhiều lắm, do đó họ ăn cắp nên của mình rất là bất nhiều, lợi. mà chẳng những nhiều số lượng nhiều mà trong nhiều thập niên nữa. Chính vì vậy mà cái điều đó đã được giải quyết, mà chỉ có Tổng thống Donald Trump làm được. Xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Cư Hải. Cảm ơn nhân và cảm ơn quý khán giả của SBTN. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cái ngày thật là vui và an bình bên người thân và gia đình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào ngày mai. Đặc biệt trong chương trình ngày mai chúng tôi sẽ phỏng vấn cụ đại sứ Bùi Diễm để tìm hiểu về những cái vấn đề bên cạnh những cái người mà ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi mà họ ra tranh cử tổng thống. Võ Thanh Nhân xin được kính chào. Tự do hai tiếng thân yêu, tự do hai tiếng thiêng liêng, vì tự do ta đi sẽ gì gian khó, vì ngày mai quê hương sống trong tự do, vì ngày mai anh em cứ chi lên đường, nào cùng đi vai sát bên vai, nào cùng đi chung sức chung lòng, vì quê hương thân yêu ta đòi dân chủ, vì quyền dân ta đi phát tan sự nô lệ, vì quyền dân ta đi quét lũ độc tài.